Xin chào cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Katara Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, Soben xin được giới thiệu đến tất cả các bạn một mẫu máy câu điện tử thương hiệu Shimano. Thì cụ thể đây là cái mẫu máy cực kỳ nổi tiếng và được các bác cần thủ yêu thích, đó chính là mẫu Saragossa đó. Thì mẫu máy này cũng không phải là mới nữa. Cái phiên bản này nó ra mắt vào cuối năm 2020, đến nay thì cũng đã sắp xỉ được gần 2 năm rồi. Thì mọi tính năng, mọi cái độ vượt trội của nó trong cái tầm giá thì chắc các bác cũng đã chơi đã biết. Đó là một mẫu máy mà dành cho các bác nào mà chơi thể loại lặng một chút, dạng như câu tra, câu sông, đầm, hồ lớn, rồi một số bác thì câu biển đó. Thì hiện tại hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác hai size 8.000 HG và size 10.000 DG. Thì trong các clip tiếp theo em sẽ cố gắng lên thêm các size từ size nhỏ hơn như size 5.000, size 6.000, như size lớn hơn 14.000 hay lớn hơn nữa đó. Thì giờ em cùng các bác đi vào chi tiết hơn nhé. Thì về cái bề ngoài chút đi, nó sẽ có cái màu bạc này và một chút cái màu xanh chưa lại xanh tinh than đi. Trên cái phần thân là body máy sơn vun, còn lại cái tay quay thì hoàn toàn sẽ có cái màu xanh đất này nha các bác. Đó. Tay quay đây thì sẽ cầm đây toàn bộ cái phần thân body này màu rô to, thì đa số sẽ là màu bạc sơ bùn kết hợp giữa những cái đường cắt CNC và có cái màu này. Đây, phần tay quay này, tay quay thì hoàn toàn cái màu xanh tím than này nha các bác nhé. Tay quay thì dạng lúm này, lúm này ta gọi là lúm hồn vi cũng được, sau vài lúm tròn. Đây là một chút về bề ngoài. Đây là size 8.000 HG các bác nhé. Size khá là bự. Còn đây là size 10.000. Thì nhìn chung thì cái size 10.000 này sẽ không lớn hơn là bao so với cái con 8.000. Đây nhìn hơn một chút về cái phần sườn. Các bác có thể dễ dàng nhận thấy là cái phần sườn bùn con 10.000 này sẽ sâu hơn so với con 8.000. Đây là phần hộp máy, thì hộp máy nó sẽ có cái màu xanh này, tương tự như cái phần tay quay. Bên trên thì có in tên máy Saragossa SW 8.000 HG, logo thương hiệu Shimano. Bên cạnh cũng in thêm thông tin khác. Chút nữa mình sẽ đi xem lại cái thông tin này bên trong hộp đi. Trong hộp máy thì có giấy sách và ni lông và tặng kèm theo đây lồng đen và một cái đai chụp lồi. Đây đó, không có gì nhiều. Tạm thời bỏ qua hộp này quên. Thì quay lại về cái máy thì về cái màu sắc hay cả cái ngôn ngữ thiết kế thì các bác dễ dàng nhận thấy là nó cực kỳ hầm hố và cực kỳ khác so với những cái dòng máy về nó là hãng chung. Đấy, một số cái thể loại nhẹ thì ngôn ngữ thiết kế của nó sẽ khác. Con này thì Shimano Saragossa này nó sẽ có cái ngôn ngữ đó, cầm khá là chắc tay, cảm giác khỏe khoắn hơn, anh em dễ dàng thao tác cũng như là đánh cái thể loại hạng nặng hơn một chút nha các bạn. Đây, 8.000. Dưới đốc máy, chân máy sẽ có dấu mộc của tên máy và nơi sản xuất là Malaysia, sản xuất tại Malaysia. Giờ em sẽ đọc qua một số cái thông tin về máy này.
tập qua một số về Saitama. Thì Saitama nó sẽ in đầy đủ thông tin. Còn 8000 HG là sẽ vòng tua là 5.6 chia 1, mắc đô lắc là 16 kg, trọng lượng là 675 g, sau bậc đoạn là 5+1 và thu dây là 107 cm trên vòng. Để thông tin vào dây thì dây ly lông, dây cước size 0.37 thì vào được 275 m, B4 thì vào được 300 m, đây là một thông số 3, dây 513 và 265. Thông tin và dây cho từng thị trường khác nhau. Để size 8000 này các bác nhé. Tiếp theo là size 10000. Size 10000 BG thì nó sẽ vòng tua là 4.9 chia 1, mắc đồ đắt là 15 kg, trọng lượng là 690 g và mặc đá thông bằng 5+1, thu dây là 102 cm một vòng, dây 0.40 vào được 300 m, B5 thì vào được 300, 65 là B thì vào được 290 m. Thì tất cả những cái thông tin về vòng tua, trọng lượng cũng như vào dây này thì chút em cũng sẽ để chi tiết trong phần mô tả nhé, các bạn có thể theo dõi thêm ở đó. Thì nói thêm một chút là cái dòng máy Zaragoza này thì đây là một trong những cái mẫu máy mà em có thể nói là cực kỳ ưa thích ở trong các sản phẩm máy câu hãng Shimano. Thì như biết trong cái thị trường một câu hạng nặng thì thường thường thì những cái mẫu máy đến từ Ben, hãng Ben ấy, thì đã được cực kỳ yêu thích rồi, nhưng mà đối với cá nhân em thì em sẽ thích những cái mẫu máy mà đến từ thương hiệu Shimano này hơn. Đó là về quan điểm cá nhân thôi. Còn mỗi bác sẽ chơi có một cái cách chơi khác nhau. Đây là cá nhân em thì thích mẫu máy này thì nó đem lại cảm giác có thể nói mà gọn gàng hơn một chút và đánh cũng cảm giác mượt hơn. Đó là đặc điểm của Shimano hay những Daiwa. Còn Ben thì thường thường cái đề ba này nó sẽ nặng hơn một chút. Thì theo cá nhân em thì em sẽ được thích những cái mẫu máy đến từ Shimano. Đó. Rồi thì mọi cái thông tin thêm về hai size máy câu Zaragoza này cũng như giá bán em sẽ để chi tiết trong phần mô tả nhé. Các bác nào muốn mua máy mẫu máy này thì cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng của em cũng như liên hệ qua số điện thoại này, số Zalo. Thì cũng như thông tin địa chỉ số điện thoại em để chạy bên dưới video đây. Rồi thì xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.